Rồi A Di Đà Phật, thầy trở lại với vị, có nên làm nhân chứng dối hay không? Ở đời mình nói dối quá nhiều. Nói dối ở đây nó khác với nịnh bợ, nó cũng thuộc một loại đó. Thí dụ như là đối với người thân mình, nếu mình không nói dối họ sẽ từ xa mình, nhưng có nên nói dối hay không? Mỗi lần mà thầy cảm thấy mà thầy nói dối với ai, cái thầy cắn rứt lương tâm, quý vị, thầy làm ăn không được, thầy ngóc đầu lên không được, thầy học cái kinh nghiệm đó, kể từ đó là thầy nói thật, mất lòng nhiều người lắm, quý vị. Nhưng mà thầy nguyện với Chúa Phật là gì, thôi cho con nói thật, mà cái người yêu con thật lòng mà họ sửa đổi, mà họ sửa đổi cho một cái cách hoàn hảo mà tốt nhất. Thầy được độ đến hai người lắm. Người đầu tiên là chị Thùy, tột đỉnh của cái âm nhạc, một người nữ. Thầy mới nghiệm, nếu mà ngày xưa mà 10 năm trước á, mà thầy cứ nịnh bợ cái người vợ của thầy, mà thầy cứ nói mình ơi, mình đánh hay quá mình ơi, cái chị tưởng bợ, chị cứ một level đó, một level hoài. Khi đụng trọng đi ra ngoài, cái người này nói tiếng vô chút xíu, người kia nói ơ cô đánh này sai rồi, cô đánh nọ sai rồi. Có một đêm đó rồi thầy đốt cây nhang rồi mình nói mẹ ơi, chắc con phải nói thiệt với vợ con á, là cái level của vợ con đánh chỉ tới nhiêu đó thôi, có thể ngang ngửa với đàn ông, chứ bậc thầy cô chắc không được rồi mẹ ơi. Chắc không phải nói thật, mà khi này mà vợ con mà vừa mới vô cái cửa đó mà con nói thật, chắc cổ tát con cái bạc tay, cái cổ đi mà thiệt y chang như vậy, quý vị. Khi mình nói thật với người mình yêu thương là mình hết tiền, tự động người ta cũng sẽ bỏ đi. Mà khi mình nói thật với vợ con của mình là họ học cái đó mà họ học dở quá, có nghĩa mình định bợ để mình được một cái bữa cơm chiều hoặc cái hạnh phúc trong gia đình, cái máy lạnh sau thành máy ấm, cái nhà lạnh tanh. Thầy đã có cái kinh nghiệm đó, bởi vì thầy nói chuyện thật, không làm chứng dối gì ai đó. Thì tánh chị Thùy chỉ tốt lắm quý vị, nhiều lúc chỉ nói có nghĩa là trung dung. Mình là trung dung có nghĩa là gì? Thí dụ con bạn của chị, một người bạn của chị đến, trời ơi con nhỏ này đẹp lắm anh ơi, lúc mà đưa tấm hình đó không, trời ơi em làm cho bác sĩ làm gì kiếm mắt em có đeo kính làm sao mà em nói con nhỏ này nó đẹp, thầy không có chê ai hết, mà nói trời con nhỏ này sống như ma lè. Nhưng mà em nhìn cái tánh tốt đó, đó là anh điều anh hiểu, con nhỏ này nó không đẹp nhưng mà cách nói chuyện nó rất là đẹp, đẹp lòng mọi người. Anh thà thấy những người như này còn hơn mấy con nhỏ mà càng đẹp, mũi nó càng cao, mặt nó chỉ vi lai rồi vậy, trời ơi toàn là gian dối mà xảo không. Thật sự quý vị ơi, thầy ở chung với nhiều người đẹp và thầy ở chung, thầy đối diện với những người xấu, mà thầy đa số thầy nói những người mà trung bình với người xấu toàn tánh ta tốt không quý vị, ta có sao ta nói vậy. Mà càng bước lên cao đi nữa, người ta sống cái mặt người ta giả dối dữ lắm. Nếu mình theo cái chiều đó mình dễ giàu lắm, nhưng mà biết sao trời Phật cho thì nó cái mất lòng. Thí dụ các người biết không, tất cả những người học trò mà họ ở với thầy nhiều mà lâu á, mà trên 5-10 năm á, mà khi mà họ hỏi thầy một cái câu á, mà cái em nào mà 6 tháng đến năm hỏi một câu là bỏ đi hết. Cái câu gì mà các em thường hỏi, thầy ơi em đánh trống được không thầy, mới học có 3 tháng hỏi thầy em đánh trống được không, được nhưng mà phải học thêm, trời ơi học thêm tốn tiền quá thầy, em phải muốn ra đánh liền. Ra đánh liền là sao? Em làm gì gấp mà phải ra đánh liền vậy? Trời ơi em giàu quá em đâu có cần phải ra đó. Thầy ơi bạn em ở ngoài nhiều chơi show nhiều lắm, phải em đi đó. Đây một điệu bolero đánh còn chưa xong mà đòi đi ra đánh show. Đó là mấy cái đứa mà nó ở bên Âu Châu á, bên Tiệp Khắc. Sợ sợ thầy ơi ca sĩ qua đây quá chừng mà lên hát chặt bolero, thầy chỉ em một cái em lên đánh liền á. Mày gửi tiền cho tao đi. Hỏi bao nhiêu thầy? Mày gửi tao 4.000 rau, 4.000 rau là khoảng 200 đô á, để trả tiền cuốn sách.
Thì nó láo thầy, trời em thấy thầy chỉ miễn phí trên kia quá chừng làm sao thì thầy trả em 4.000 rau. 4.000 rau thực sự chỉ có hai, nó đổi cái tiền của tiệm khách, tiền xét mà qua tiền kia. Ủa tại sao thầy biết quý vị? Thầy đã từng bán sách cho Âu Châu, có nghĩa là người Âu Châu khi người ta qua bển, ủa chẳng lẽ người ta ta học ông thầy người người tiệm khách. Và thầy cũng nói thật thật rồi nó cũng bỏ thầy. Tại vì thầy nói thật quá trời, học có điệu bolero sao đánh show được. Hiện giờ ca sĩ nó hát tự động cuối, nhưng mà chẳng lẽ em có điệu em đánh bolero phải biết đánh bolero rồi cha cha rồi begin em trộn qua để người ta không thấy chứ. Quý vị có người nào lên sân khấu mà đi tới một cái thành phố mà ít người Việt Nam hát một lần 8-7 bolero mà quý vị ngồi đó bị chịu trận không? Đúng phải có điểm này điểm nọ thì trong cái nịnh bợ và trong kia để thầy được tiền thì nó khóc. Em gửi tiền qua rồi thầy dạy cho em, còn nếu em không gửi tiền thôi sorry thầy tánh học á. Tại lúc đó thầy có 15 đứa, giờ có thêm một đứa không không, rồi bây giờ thầy đang ở trong cái tình trạng có 5 nè, rồi thầy có nên trở lại cái 12 năm trở lại nịnh bợ để được chuyện mình không quý vị? Chúa Phật không có cho. Rồi một ngày đó thầy đốt 3 cây nhang, mà trên 3 cây nhang rung rung nó gãy mẹ cây nhang giữa. Khi mà cây nhang nó gãy là mình không dám xin, có nghĩa là những điều khác đó gãy đổ. Ý nó thầy xin cái khi mà cây nhang gãy thầy xin cái gì quý vị? Cho con nói láo, con nói dối người ta thật là giỏi, để con kiếm cơm, để con kiếm tiền thật là nhiều, để con lo cho gia đình. Con sắp bị vợ con bỏ rồi, sắp sửa mất nhà, mất cửa, mất xe. Bây giờ con tập cái nói láo, Chúa Phật cho con được không? Cái nhang gãy cái bụp một cái, thằng trời. Con nói thiệt. Con bây giờ con phải nịnh bợ để con đi lên hát gì Đà Phật, không cứu con mà còn gãy cái nhang mẹ nữa. Khi mà thầy nói thật với chị Thùy, em đánh gì không có được. Mà chắc chị không nhớ, thầy mới nhớ. Cái này không phải là chuyện gia đình mình đem ra bôi xấu. Trời ơi, bà dùng cái đũa, cái rầm xuống dưới đất. Bà sắp cái, bà chạy vô cái phòng, bà sắp cái túi sách, bà đi. Thầy chẳng không hiểu nó, mình ơi, mình làm gì vậy? Tôi nói thật với mình, tôi sợ sau này không biết mình có đánh show này, show nọ, mình phụ tôi, mà mình làm gì? Ngắm qua anh đốt cái nhang, anh bị cái nhang, anh nói là thôi, trời Phật, Chúa Phật cho con nó láo đi để con kiếm được tiền, kiếm cơm. Chứ kiểu này chắc là con bị mất nhà, mất cửa, mất vợ mà đúng y chang. Cái nói láo nó chồng lên nói láo, cái nịnh bợ nó lên nịnh bợ. Rồi người ta cũng bỏ mình đi. Chỉ có nên không quý vị? Trời sinh ra tụi mình thiện khó ác khó không. Thầy vẫn giữ một mực mấy chục năm nay rồi, không làm chứng dối, không nói nịnh bợ ngay cả người vợ trong nhà, bởi vì chúng ghét. Mà người thân là người ghét thầy nhiều nhất. Em có phải là người tốt không? Có, em có người tốt, nhưng mà khi hỏi về chuyện khác anh phải nói em là không tốt, em làm như vậy là không có đúng. Thí dụ không có liên quan gì đến chuyện tình cảm, thí dụ khi mà cho tiền một người, tánh của chị Thùy chỉ straightforward. Khi mà cái người đó mà cầm đồng tiền làm bậy, đừng cho nữa. Thầy mới nói, ủa sao kỳ vậy? Chú Phật đâu có ác đâu. Cái thằng quỷ đó mình cho nó lỡ nó mua rượu bia uống, tự nhiên cái người khác không cho để em làm gì đó có đúng. Đã nói là cho tất cả chúng sanh chứ. Bị một người gạt mình, cái tới người khác mình không cho. Chứ bị khi mà đứng sắp hàng một cái like mà ta trả tiền, tội lắm quý vị, chỉ có 2 đồng mấy thôi. 2 đồng mấy mà nó hô cái like mình 5-10 phút. Nếu quý vị là thầy, nên cầm cái 2 đồng ra cho người ta để mình mua cái like, rồi mình chúc phúc cho người ta. Nhưng mà trong cái khó khăn đó, cái đứa đó nó không quay lại, nó cảm ơn. Tại vì đối với đạo Phật của mình hay đạo Chúa mình, thi ân bất cần báo, có nghĩa là gì? Thôi tôi cho thì tôi có cảm ơn, không phải không thành vấn đề. Đúng quý vị? Cái chỉ xà nẹt thầy chứ nó trời,
cho cái con nhỏ đó mà nó biết cảm ơn mình. Cái thầy nổi máu nóng lên, máu đàn ông mà mấy chục năm nay cho chứ đâu phải cho đứng trong hai, đâu phải cho hai đồng đâu quý vị, cho cả mấy chục ngàn rồi mà giờ có hai đồng mình đi gây lộn với bà vợ của mình. Thầy cũng nói câu vậy mà nói trời ơi, có hai đồng mà mình làm cái gì vậy? Rồi mốt mình đến cái người mà ta đang ôm con hay cái người ta cần, ông cụ già ông móc ra ông mua ông miếng mì. Em không nghĩ cụ già đó là anh 10 năm sau 20 anh đúng một cái like của em, cái người khác vậy. Mà tôi nãy tôi cho ông già kia rồi bây giờ ông gạt tôi nữa. Ý thầy nói là gì quý vị? Nhiều lúc mình nhìn con người, mình nhìn lúc người ta nghèo hay là mình nhìn nhiều lúc người ta trên cái đỉnh vinh quang. Ai cũng biết thầy là chủ một cái phòng trà hết, đâu có ai biết là thầy rất nghèo tươi tốt đối với dân gia đình. Trời, mày chẳng coi là thằng tỷ phú chứ mày đâu phải là con triệu phú đâu. Tỷ phú có nghĩa là có trên 50 ngàn. Đồ bên Mỹ là đúng là tỷ phú quý vị, thì đổi ra tiền Việt Nam là tỷ phú. Tỷ phú là em mới bước lên được 1.000 triệu là em đó là tỷ phú. Em có 1.500 triệu, em có 1.5 tỷ, em có 2 tỷ, 3 tỷ cạnh tỷ phú. Thì cũng như ở bên đây, ở bên Mỹ vậy đó, mấy ông tỷ phú như Hoàng Kiều thì được 4.5 tỷ, còn mấy ông khác thì 200 tỷ. Mà tớ tiền đô, cái giá trị tiền đô với tiền Việt Nam đến nỗi mọi người học trò một khi thầy nghèo hơn nó trái, thầy giàu thì có chiếc xe cả tỷ đồng mà thầy nói thầy nghèo gì, thầy đi xin nát đó. Tao xin mày đâu, thầy xin mày lời cầu nguyện tao thoát khỏi cái cảnh nghèo này bị cái Covid. Quý vị cũng như thầy, bây giờ mình có giữ 1 tỷ đi nữa, 3 năm trời mà chia ra không còn 100 triệu còn không có, 10 triệu giờ còn không có nữa. Ở đó mà đòi 1 tỷ, nhưng mà 3 năm về trước thì có 1 tỷ đó quý vị, thầy mua được 2 chiếc xe đó quý vị. Bởi vì có nên làm chứng dối, có nên nói dối với vợ mình hay với người thân tôi giàu lắm, rồi mọi người mừng giùm cho mình, đến khi mà đến đi mình nghèo mình xin không ai cho hết quý vị. Thầy hiểu rằng được là vì Chúa Phật đó thôi, nghèo thì cho đặt sách cho thơm thôi, con cũng chả có gì hết. Nói thật với gia đình con hết tiền, nhiều lúc thầy đi xin mà không ai cho, nói trời ơi em giàu quá không có cho. Đến nỗi người học trò mà có 10, 20 chiếc xe hàng, 18 bánh mà chính miệng người học trò nói thầy em có bạc tỷ nhưng mà em không có 1.000 cho thầy, em cũng bị Covid như thầy, tiệm sắp đóng cửa. Nhưng nhớ cái người đó, trước khi người đó đóng cửa, người đó không chết mà thầy chết. Thì thầy đốt nhang là thầy mới hỏi Chúa Phật thầy hỏi, đúng là tại vì con làm chứng dối, con nói dối với lương tâm, con nói dối gia đình là con vẫn còn tiền trong khi con hết tiền. Bây giờ thầy ân hận mỗi lần cái gì mà vợ con thầy hỏi, ba còn tiền không, ba hết đau đầu chưa, ba trả được xe chưa, ai đi học ba. Mình nói với nó là mình làm trò hề cho nó cười mà. Nó nói ba thiếu nợ bao nhiêu cũng được hết, qua cái đám cưới 5.000, 10.000 con đưa cho ba. Thưa quý vị các bạn, nó đâu có làm được. Nó có chồng, nó phải hỏi chồng nó. Mỗi lần mà thầy qua nhà chồng nó, cái chồng nó kiếm chuyện với thầy, thầy nói sao kiếm nghiệp gì kỳ vậy? Mày hứa cho tao đã rồi tự nhiên cái thằng kỳ đà cản mũi này, nó tự nhiên nó vô nó không, nó bộ tao giật tài sản của tụi bay hay sao vậy? Tao nuôi mày 20 mấy năm rồi, mày hốt công của tao gần 50.000 đô chỉ là xe cổ không, tao không cần tiền cho mày ăn cơm, cho mày từ thay tả cho mày từ lúc nhỏ mà mẹ mày bỏ mẹ mày, rồi mẹ mày chết tao nuôi mày. Nuôi con ở bên Mỹ là 500.000 đô đó quý vị, thống kê mà nuôi dạy đủ đàng hoàng cho ăn chứ không có bỏ con. Mà đến lúc nó có chồng, cái lời hứa nó không được như vậy. Thầy miễn nhiệm là đúng rồi, bây giờ mình đang trả cái nghiệp cho mình nói láo. Mình nói láo với vợ mình, nó xưa ai em rất là đẹp, em rất là hay. Mà bà đẹp thiệt, em rất là đẹp hay, nhưng mà giờ muốn học trống gì khó lắm. Một tuần học 3 ngày. Ấy, cái gì chứ bận rộn là sao tuần học 3 ngày?
Tụi nó là 3 ngày chứ không phải là 1 ngày nha. Thôi, không học nữa. Mà đi mấy năm về học tiếp nữa. Trời ơi. Để nó học không có học kiểu đó. Học là phải có mặt, không có gián đoạn được. Bà sợ tôi ha, bà sợ bổ trống. Nói sợ cả hai nó sao hay vậy. Tôi có gì đâu. Tại học gì mà cứ la rầy quá. Trời ơi, nếu mà học không la rầy sao mà lên được. Trời ơi, tôi đâu phải anh em với bà. Tôi đâu phải là bạn của bà đâu mà vô lớp mà cười nói không nghe. Cái khó nhất của dạy cho người thân mình gì? Mình phải nịnh bợ vợ mình. Mình phải nịnh bợ con mình nó mới chịu học. Nếu mà thầy không nịnh bợ hai đứa con thầy á, nó không đánh trống trong cái show cho thầy. Thầy mở vũ trường ra, tụi nhỏ nó đánh trống cho thầy. Khách vô là thấy mấy đứa nhỏ đánh là ngạc nhiên. Cũng như bây giờ thầy được bless hai lần là biết sao quý vị. Là thầy có được chị Thủy. Mà chị Thủy đánh bên nhà thờ hai chị thế nhau trong cái bộ thí sinh. Mọi người rất wow. Trời ơi, cho một rồi bây giờ Chúa cho hai người là không bao giờ mà thiếu sót trong cái vấn đề phụng thờ Chúa. Bởi vì thầy hỏi quý vị có nên làm chứng dối nữa không? Có nên nói dối với trời Phật? Phật hãy mình bỡ đi để mình lấy tiền được chuyện mình. Rồi thầy nghiệm được đâu quý vị. Cuộc đời mình nên nói thật với mọi người. Chúa dẫn gì? Phật dẫn gì? Có thật nói thật. Mình sống chân thật, mình sống thoải mái hơn quý vị. Chỉ kẹt cái là khi mình có bệnh, mình sắp chết rồi, thì mình giấu. Cái chuyện đó là phải giấu. Tại vì cái người đời nó cầu cho mình chết. Còn những cái chuyện khác mà vợ chồng mình nói thẳng, trời ơi, em làm gì không được đâu. Hại lắm, hại cho gia đình. Nói sao vậy? Trời ơi, em đi mà quá 12 giờ thì vợ chồng 10 giờ vô. Chửi tụi con, ủa, chuyện đó tôi làm gì, tôi là vợ anh, tôi không đi giờ nào đi chứ. Làm sao tôi cần phải vô nhà cho vợ anh? Ủa, sao bà lấy tôi chi vậy? Đó là bà nhỏ đó quý vị. Ý thầy nói quý vị hiểu nó khéo vậy. Khi mà thầy quen với một cái người mà nhỏ tuổi hơn thầy á, mấy người nhỏ ngang lắm. Tôi là vợ anh chứ đâu phải con anh đâu. Tôi muốn vô giờ nào là tôi vô. Đúng rồi, thôi lấy chồng xem. Lấy chồng không biết 10 giờ ra vô trong nhà hả? Thôi, bà phải là vợ tôi. Thầy cũng nói thẳng, bỏ thầy. Thử thầy nói, ơi, giờ tôi là tỷ phú nè. Bây giờ tôi nghèo rồi, bà bỏ tôi đi. Thì bà cũng sẽ bỏ thầy thôi. Rồi đối với chị Thùy thì lại không có cái vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ thầy hiểu được tất cả mọi chuyện trên thế gian này nó có sự sắp đặt sẵn. Bây giờ thầy có yêu thêm cái người khác đi nữa, trời Phật không muốn. Tại trời Phật thầy chặn thầy là nói con mà yêu nữa con chỉ chết thì bị thương. Tại vì cái người kế tiếp họ không bao giờ chân thật với con, họ không nói thật với con họ đang yêu ai và họ cần cái gì. Bây giờ con có nịnh bợ đi nữa cũng sống được một vài năm giá díu thôi. Thôi, bây giờ mình làm theo cái chân thật của con người. Tụi mình chưa thành thánh. Phàm phu tục tử là gì? Sống thật với trái tim. Nên nói những điều khi mình khuyên bất cả những người nào về lại với người cũ, học lại, tạo thêm cái kiến thức cho chính mình, đem cái tiền mình nhiều giúp cho xã hội thay vì ích kỷ sống một mình. Đem cái phần tiền đó vô nhà thờ cho những người mà nghèo kém hơn mình. Đem cái phần tiền đó gửi về Việt Nam, hoặc là đem cái phần tiền giúp cho mai trai cho những người thân trong gia đình, đỡ người ta gặp cái hoạn nạn. Rồi sau này khi mình nằm xuống cũng có người đốt nhang cho mình, cũng biết ở ông đó bà đó trước kia cũng đã từng giúp mọi người. Tự nhiên sao tôi thấy bây giờ ổng bà chết chắc không ai biết hết. Thì cái người cuối cùng đó chỉ cần bóp cái điện thoại, viết một cái status ở bên Facebook. Trời ơi, cô đó, anh đó vừa mới chết thôi quý vị. Ngày xưa người ta giúp cho quý vị mà giờ quý vị không hiểu à. Thì cũng nhờ cái môi trường đó ở bên Mỹ nó có một cái website hoặc là một cái GoFundMe á, để dành cho những người mà khi mình yêu thương á, họ ra đi đột ngột á, cái họ xin tiền để dành cho người đó. Thầy đã trải qua cái người
vợ trước của thầy là má của Michelle. Thầy lúc đó thầy ly dị má của Michelle rồi, thầy không đứng ra thầy tổ chức đó. Thì đứa con gái á, nó mới nói là má nó chết đột ngột á. Vậy mà cái quỹ đó lên cũng gần 5.000 đô, là cả 100 triệu, 120 triệu, đủ để trả một phần chứ không có làm đó. Thầy hy vọng là tất cả những gì mà thầy làm và quý vị làm tốt trong thiện, bớt nói láo, đừng nổ với chính mình, và mình sẽ nói thẳng với người thân: anh cũng là con người, cho anh được cái quyền nói xấu hay là nói đẹp để xây dựng, chứ không phải là anh nịnh bợ em suốt đời để được em là cái tài sản của anh. Rồi khi mà em biết là anh nịnh bợ em xấu mà anh nói trời em đẹp như công chúa, mà em đẹp trong công chúa mà anh nói xấu như con ma lẹ, không bao giờ cái người đàn ông và người đàn bà mà nói vợ chồng mình là để đạp xuống làm cái chuyện đó. Anh phải muốn em đẹp, em sang trọng, em phải giàu có để đi ra ngoài đời người ta không khi dễ. Anh muốn em có một cái căn nhà đàng hoàng, bước vô nhà đó là nhà của em. Còn nếu mà em có ở chỗ nào mướn thì cũng là một cái chỗ sang trọng, không ở gần những cái chỗ mà bị trộm cắp. Và cái xe em đi là cái xe không sợ nắng, sợ mưa, sợ gió, sợ bể máy, sợ xì lốp hay là bất cứ một cái gì mà phải sửa lên, sửa sướng tốn hại cho kinh tế. Anh muốn lo lắng những cái gì trong cái hạn chế mà anh có thể làm được. Cái đó là điều mình muốn, quý vị. Chứ không phải mình nịnh bợ, mình sẽ nịnh bợ suốt đời. Mình làm chứng dối, mình sẽ làm chứng dối suốt đời, không quý vị? Rồi A Di Đà Phật thì cảm ơn quý vị vừa nghe chương trình nhé. Và cái câu chuyện mà mình thường trải qua, có ai mà nói thật suốt đời, cả suốt đời phải nói láo, mà giờ thầy chịu không nổi nữa. Thầy nói là thôi bây giờ ai muốn hại thầy, muốn yêu thương hay gì thầy đều nói thật. Thầy không có ngại người ta phải bỏ thầy đi. Thầy biết số phận thầy ấy, và vợ con nó phải bỏ mình ấy. Nhưng mà thầy vẫn nói thật: ừ, ba thấy con làm gì không được, thôi con không cho ba thì không sao hết. Ba nghèo ba chết, ba không chết bây giờ, 10 ngày nữa ba chết, 100 ngày ba chết, 1 năm ba chết, đừng đi kiếm ba nữa. Hay cả người vợ của thầy cũng nói thẳng: anh thấy em làm gì không đúng, nó trái với cái đạo đức lương tâm, em có bỏ anh thì cứ việc bỏ đi. Nhưng mà điều anh nói là Chúa Phật cho anh được cái lưỡi sạch để nói. Nếu mà em ăn năn hối cải thì em trở về, còn không em muốn đi đường em muốn theo thằng đại gia nào cũng được, em muốn làm giàu mà em đánh mất lương tâm, cứ việc làm. Rồi cái nhân quả em trả không được đâu, đúng không quý vị? Là Di Đà Phật. Thầy gửi tặng quý vị một nhạc phẩm do thầy sáng tác. Cuộc đời của con người mình mất hết rồi, khi mình mất hết không còn cái gì thì mình không có thể tham lam trong cuộc sống này. Mình nghĩ là mình kiếm tiền được hoài hoài, rồi một ngày đó mình không rụng đó, đúng không quý vị? Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nguyện Là Đóa Hoa Sen. Đang xanh dưới vần đài trang nghiêm, hình màu lam trong sáng, lòng chúng con thanh tình. Chắp tay quỳ dân hương, dân kính vần mười phương, những đóa hoa sen này thanh khiết mùi hương thơm. Ngàn bông hoa sen trắng trong bùng chẳng hôi tanh, đóa hoa sen thơm là mang hàm sống Bồ Đề. Bãi hồng thời oanh vũ, con vật cuồng năm xưa, bi chi dung
dưới ánh đao vàng và theo chân Như Lai quỳ hướng chánh chân tâm chúng sanh về cõi tình. Dù đời bằng neo đi, dù trái bao gian nguy, chúng con lòng vẫn một niềm danh A Di Đà. Dư lòng mình thánh thiện, nguyện là đóa hoa sen tô điểm đời an bình, an nhiên trong thiên đình. Ta nhớ về cội nguồn, từ đâu ta mong đến, từ đâu ta sẽ về. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà, Nam mô